Các nhà máy sản xuất mía đường tại Đồng Nai nói riêng và cả nước nói chung đang đối mặt với nguy cơ mất vùng nguyên liệu vì nông dân quay lưng với cây mía. Để giữ ngành chế biến đường, nhiều nhà máy đang nỗ lực tái cấu trúc đầu tư cho cây mía. Hiệp hội Mía đường Việt Nam gọi tắt là VSSA, do đó cũng vừa kiến nghị hàng loạt giải pháp về kiểm soát đường lậu, bổ sung thuế đối với đường nhập khẩu nhằm giúp ngành mía đường giảm bớt khó khăn. Theo các doanh nghiệp sản xuất mía đường, đường nội địa hiện tồn kho nhiều, có nguyên nhân lớn là do đường nhập lậu đang tràn vào thị trường nội địa mà chưa được kiểm soát. Đường nội cũng có cạnh tranh với đường nhập khẩu vì giá đường nhập đang bán lẻ ngoài thị trường còn thấp hơn giá thành sản xuất của nhiều nhà máy chế biến trong nước. Dù các nhà máy chấp nhận lỗ vốn bán ra với giá thành sản xuất cũng khó cạnh tranh với đường ngoại, nhất là hiện nay thị trường đường thế giới cũng đang vượt cầu. Đường nội đang yếu thế trên sân nhà cũng là nguyên nhân niên vụ sản xuất năm nay. Các nhà máy đường vẫn tồn kho nhiều dù công suất hoạt động giảm mạnh so với niên vụ trước. VSSA đã kiến nghị Bộ Tài chính điều chỉnh bổ sung thuế tiêu thụ đặc biệt với đường lỏng, dạng đường hóa học lên mức thuế là 12% vì nhập khẩu đường lỏng tăng rất nhanh trong vài năm trở lại đây. Từ đầu năm 2020, thuế nhập khẩu đường thô sẽ về 0% theo cam kết Hiệp định Thương mại Tự do ASEAN. VSSA cũng kiến nghị chính phủ xem xét kéo dài thêm thời hạn bỏ thuế suất từ 3 đến 5 năm.